Xin chào các bạn, Xiaomi vừa ra một con dài tên là Xiaomi Yubin Rit đời thứ hai. Thì con đời một thì mình đã làm clip review rồi và mình sẽ để link ở bên dưới cho bạn xem. Thì con này là con đời hai ha. Thì cái hộp nó sẽ như thế này. Size mình chọn là size 43. Và con này là bản màu xanh. Đó. Màu đen nhưng mà pha màu xanh lá như thế này. Mình giới thiệu sơ qua thì giấy gối thì cũng như nhau thôi, tất cả dàn Xiaomi giấy gối đều như nhau hết. Và ở đây thì mình đang có hai màu của nó đây. Thì con này thì nó sẽ chỉ có cho size nam thôi, hiện tại là chỉ có size nam màu đen pha xanh lá như thế này. Đây. Mấy cái hộp xanh lá các bạn có thể nhìn thấy rõ là nó giống như màu, ôi nó giống như hình trái tim vậy, nếu mà nhìn kỹ thì các bạn giống như hình trái tim. Rất là đẹp và ở đây nó sẽ có phản quang. Khúc này nó sẽ kẹt phản quang. Đời 1 á thì nó mấy cái cọng dây này á nó sẽ là màu như thế này. Đây. Đời 1 thì nó sẽ có phản quang. Còn đời 2 á thì nó dây nó sẽ có pha xanh lá luôn, không có phản quang nữa. Nhưng mà trên dây của nó thì nó sẽ có thêm dòng chữ là RT như thế này, rất là đẹp. Đây mình lấy nét vô. Đó, rất là đẹp luôn. Tại vì trong clip thì ngoài sáng rất là sáng nên các bạn thấy đôi dài nó màu không được đẹp, chứ thật ra màu ngoài màu xanh lá cực kỳ đẹp. Và đằng sau có thì nó biểu tượng RT, nó sẽ phản quang ở khúc này. Và ở đây. Cái điểm chính của nó là đây là đế E nhé. Đế này giống đế E của Nike. Rất là mắc cười khi Xiaomi đời 1. Đế Boost của Adidas. Đời 2. Đế E của Nike. Má trời, không biết đời 3 chắc giống Puma quá. Này là mình nói chơi, mình phán đoán thôi. Và các bạn có thể nhìn xuyên qua cái đế này, mình tạm gọi là đế E ha. Thì các bạn có thể nhìn xuyên qua, thấy có ngón tay mình trong đó, nhìn xuyên qua. Và đế của nó thì chỉ có phần nửa đôi dài thôi, hơn phần nửa đôi dài một chút. Ở đằng trước thì bình thường, không có gì nổi bật hết. Thì chỉ là đế sau như thế này. Và đây là con màu xanh. Thì đời 1 nó cũng có màu xanh y chang như vậy luôn. Nhưng mà như nãy mình nói đó, thì trên đời 1 thì dây nó sẽ có phản quang. Đời 2 thì nó không có nữa. Và đôi này thì nó khá là cao. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là các nhà nít cơ học á, thì nó sẽ làm nhô như thế này, nhìn các bạn nhìn như nó cao vậy, thực chất thì nó sẽ tới đây. Cái góc trong thì nó sẽ tới đây. Đây, phần ngay đây thôi. Rồi, đây là bảng màu xanh. Xanh dương ha. Còn kia là bản xanh lá, mình tạm gọi là xanh dương và xanh lá. Đó, rất là đẹp luôn. Và cổ của nó là cũng là cổ chuông. Khá là ôm. Nhưng mà đôi này á, thì mình khuyên á, là chỉ cộng nửa size so với size chính của bạn, size gốc của bạn thôi. Thấy, mấy cái con đôi giày Xiaomi gần đây á, thì thường là cộng lên một size. Nhưng mà con này thì chỉ cộng lên nửa size thôi. Nhưng mà bực mình một cái là Xiaomi nó không làm xe lẻ mới ác. Rồi ở đây là đế đế dưới của dài, rất là bám đường luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh một chút đó với con đời 1. Đời 1 thì các bạn có thể thấy đế boost như thế này, rất là mềm. Đời 2 đế E cũng rất là mềm. Rồi bây giờ mình sẽ on fit cho các bạn xem. I've been reading.